Rồi, chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Chúc các bạn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Khi mà xem clip này thì các bạn ủng hộ mình bằng cách là nhấn like nha các bạn. Nhấn like và chia sẻ cho các bạn bè khác cùng xem. Thì chia sẻ, các bạn có thể chia sẻ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ lên trang Facebook cá nhân và chia sẻ lên Zalo chẳng hạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Còn bạn nào mới xem kênh của mình mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, nhấn chuông bật thông báo để các bạn có thể đón xem được những video của kênh của mình sớm nhất khi mình up lên các bạn nhé. Thì kênh Di động Nhật Nam của mình là một kênh chuyên bán máy cũ chính hãng và iPhone chuẩn quốc tế. Cam kết là chỉ bán máy zin, chế độ bảo hành lâu, bảo hành là đổi luôn, bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng. Có nghĩa là trong suốt quá trình sử dụng trong thời gian đầu 6 tháng, nếu chẳng may cái sản phẩm các bạn mua của Di động Nhật Nam có bất cứ một lỗi lầm nào dù là nhỏ nhất mà là lỗi kỹ thuật thì sẽ được đổi sang một cái sản phẩm tương đương mà không mất thêm chi phí bù tiền nào các bạn nhé. Trừ khi là đó là lỗi của các bạn thì sửa chữa thì phải tính phí. Đấy, lỗi của các bạn là những lỗi như thế nào? Mình nói luôn cho dễ hiểu là các bạn làm vào nước này, không biết là bằng cách nào ngâm nước hay rơi nước vào hay là sơ ý đưa cho ai đó người ta làm vào nước, miễn sao trong máy có nước là không được bảo hành. Thứ hai nữa là rơi rớt cấn móp, thậm chí không rơi, nằm đè lên hoặc bỏ trong túi vì một cái trường hợp nào đó mà nó sinh ra cái vấn đề gọi là cấn móp hay là bẻ thì là sẽ không được bảo hành. Đấy, còn ngoài ra thì tất cả lỗi kỹ thuật là được bảo hành hết. Và bên mình thì bán hàng thì rất là uy tín và có thâm niên. Nếu bạn nào mới xem, chưa biết đến uy tín của Di động Nhật Nam thì có thể đăng ký kênh theo dõi lâu dài hơn. Hoặc là các bạn cũng có thể check luôn uy tín của Di động Nhật Nam bằng cách các bạn vào Google Maps các bạn nhé. Máy của bạn thì ai cũng có Google Maps rồi, hoặc là cái Google để các bạn tìm kiếm đấy. Hai cái đó các bạn check. Các bạn bấm vào cái ô tìm kiếm cái số điện thoại của Di động Nhật Nam, đó là số 0979 78 2366. Các bạn chỉ cần bấm cái số đấy vào cái ô tìm kiếm và tìm kiếm thì các bạn sẽ thấy tất tần tật thông tin của Di động Nhật Nam, từ địa chỉ cửa hàng, số hotline và tất cả các cái trang thương mại điện tử uy tín, không những là trang có tên miền của Việt Nam mà thậm chí có của cả nước ngoài, của cả những nơi nổi tiếng. Đấy, rồi của cả những cái nơi bán ô tô thì họ cũng đã đề xuất cho cái shop Di động Nhật Nam ở trên đó, thì các bạn có thể cứ vào Google tìm kiếm. Tìm giống như lời mình nói đấy, các bạn sẽ thấy được shop Nhật Nam nó tầm cỡ và nó uy tín đến cỡ nào. Khi mà ở cái thời buổi 4.0 này thì mình đang phát triển đúng hướng, theo đúng cái nghĩa đen của nó luôn, là đúng là thời đại 4.0, bán hàng online, hàng ship đến tận nhà các bạn, và các bạn được kiểm tra hàng, được test máy rồi mới thanh toán tiền. Tuy nhiên, do là cái hàng điện thoại nó là hàng giá trị cao và dễ trượt giá, thì khi các bạn mua hàng, các bạn vui lòng đặt cọc cho mình một ít. Số tiền cụ thể đặt cọc là nó khoảng từ 1 đến 500 ngàn, tùy theo cái giá trị của sản phẩm các bạn nhé. Đặt cọc thì cũng có hai hình thức, một là các bạn chuyển khoản ngân hàng để đặt cọc, hai nữa các bạn có thể đặt cọc bằng thẻ cào Viettel và Mobi, rất là đơn giản thôi. Đấy, thì các bạn có thể liên hệ đến hotline của mình nếu như kết cái sản phẩm nào bên mình để mua các bạn nhé. Hotline của bên mình thì có hai số, đó là 0979 78 2366 và 0367 709 123. Tất cả mọi thắc mắc về địa chỉ cửa hàng hoặc là ở đâu đấy thì các bạn hãy quay lại khúc đầu mình nói đấy, các bạn vào Google Maps là sẽ biết được địa chỉ cửa hàng của Di động Nhật Nam. Thậm chí là các bạn có thể đi theo bản đồ đấy đến shop luôn, và vào Google tìm kiếm để kiểm chứng xem rằng là shop Di động Nhật Nam có từ bao nhiêu năm và đã được những cái nơi, những cái trang mạng thương mại điện tử uy tín như thế nào giới thiệu các bạn nhé. Rồi, không lòng vòng lèo vèo nữa, bây giờ giới thiệu máy chất đến cho các bạn, đúng không? Quan trọng là có uy tín rồi thì phải có máy chất bán cho các bạn nữa. Rồi, ngày hôm nay thì thấy nhiều bạn hỏi XR quá nên mình sẽ mở màn bằng một con XR để cho bạn nào đang chờ đợi XR. Thì đây, mình có một con XR màu đỏ, máy chuẩn quốc tế, máy dùng rồi, còn đẹp, chuẩn zin 99%, ok, màu đỏ tươi. Máy zin nguyên bản nhà sản xuất và cam kết cho các bạn là chuẩn quốc tế, cam kết quốc tế đến trọn đời máy, cam kết máy zin. Và khi bán ra sẽ bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng. Giá mình báo là giá máy trần, không tặng kèm sạc và phụ kiện. Điều này để bảo vệ môi trường và tránh lãng phí. Khi mình không tặng cho các bạn thì chắc chắn các bạn bằng cách nào đó bạn sẽ cố gắng tận dụng những cái bộ sạc các bạn đang có các bạn nhé. Đây là ý tốt nha các bạn, chứ các bạn đừng phản bác. Đó. Còn bạn nào chưa có, chúng ta thoải mái mua, chúng ta sử dụng đồng tiền của chúng ta mua, mua đúng cái loại sạc chuẩn của nó luôn, chứ không cần ai cho tặng chúng ta một cái bộ sạc bèo nhèo, thua cả cứt mèo nữa, đúng không? Đấy.
không cần thiết các bạn nhé. Tiền của chúng ta tự tiêu, không cần ai tặng, không cần ai cho hết các bạn nhé. Và cái con XR này là sản phẩm pin châu, màn hình cũng tương đối là to, 6 in 1 nhé. Nói chung trên 6 in là to rồi. Đấy. Camera rõ nét chuẩn chỉ, ngon lành cành đào. Máy có thể dùng được 2 sim, đó là một eSIM và một sim vật lý. Và mình có duy nhất một máy màu đỏ thôi, đây là phiên bản 64GB. Giá là 5.8 triệu các bạn nhé, 5.800.000 giá máy trần, bảo hành 6 tháng 1 đổi 1 nếu có lỗi. Tiếp theo thì mình cũng còn được một con 128GB, mình giới thiệu luôn. 128GB thì nó cũng là màn hình 6 in 1 và chắc chắn pin cũng trâu, chuẩn chỉ, cũng là zin nguyên bản và chuẩn quốc tế. Bởi vì shop Nhật Nam cam kết chỉ bán máy zin, chỉ bán máy quốc tế, không bán máy sửa, không bán máy lốc. Đấy, như thế là các bạn yên tâm chưa? Chế độ bảo hành thì 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất các bạn nhé. Bất cứ lỗi nào của nhà sản xuất đổi hết, không sửa. Và con màu cam này là phiên bản bộ nhớ nhiều. Bộ nhớ nhiều là 128GB. Thì bộ nhớ nhiều đồng nghĩa với việc giá nó cũng phải nhiều. Nó luôn luôn tỷ lệ thuận các bạn ha. Và giá của con này là 6.500.000. Và mình chỉ còn một con duy nhất màu cam phiên bản 128GB thôi nhé. iPhone XR chuẩn quốc tế, zin nguyên bản, bảo hành 6 tháng. Tiếp theo thì một cái dòng nữa cũng là kiểu anh em với nhà nó thôi. Đó là cái dòng iPhone 11. Thì con này thì mọi thứ nó khủng hơn. Từ camera, chip, chiếc, RAM bọng là nó khủng hơn. Nhưng mà nó cũng pin trâu như thế thôi. Và màn hình nó cũng là 6 in 1 thôi. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là nó cũng tương đối giống con XR, đúng không? Nhưng mà nó khác cái là hai camera sau đây. Đấy, và cái sản phẩm này là cũng chuẩn men zin, màn zin ok, máy đẹp, chất quốc tế. Đây là máy màu đen, zin nguyên bản, chuẩn chỉ, ngon lành, cành đào. Và giá bán của nó là 7.900.000. Máy màu đen, 7.900.000 các bạn nhé. Con này cực kỳ là chất, chỉ có 7.900.000 thôi. Giá rất là hợp lý và ok. Tiếp theo đó thì có con màu đỏ. Cũng thế, cũng hai camera. Cũng là iPhone 11, cũng màn hình là 6,1 in, cũng pin trâu, cũng máy chất, màu đỏ. Nhưng mà con này thì mình lại đặc biệt giảm giá, mình chỉ bán được 7.700.000 thôi. Đấy. Do là mình giảm giá từ clip hôm trước nên hôm nay mình không thể bán tăng lên được, đúng không? Ok, giảm từ hôm trước mà chưa bán được thì hôm nay vẫn cứ giảm cho các bạn 7.700.000. Đấy, còn ai thích con màu đen thì mua ủng hộ mình cho mình có lãi. Còn con giảm này thì nói thẳng ra chả còn lãi là lãi lời gì bao nhiêu đâu. Bởi vì đã giảm giá mà. Rồi tiếp theo, đến cái đời mà nó cao hơn một chút nữa. Lại là màu cam đẹp quá các bạn ạ. Con này là màu cam nhé, và đây là con iPhone 12. Cũng là chuẩn quốc tế, ngon lành cành đào, 64GB, màu cam. Tươi không cần tưới luôn. Máy zin chất, ngon lành cành đào. Còn về cái vấn đề 2 sim thì từ iPhone XR trở lên là xài được 2 sim rồi các bạn nhé. Là bao gồm một eSIM và một sim vật lý. eSIM thì nó cũng không xa lạ gì với người Việt Nam nữa nên mình không nói nhiều. Đấy. Ok, và đây con iPhone 12 này cực kỳ là chất luôn, màu cam và máy tươi không cần tưới. Ngoại hình thì có thể nói là keng gần như là máy mới luôn, chuẩn chỉ, không chảy xước, rất là chất. Giá máy trần của nó sẽ là 11.500.000 mà có đúng một cái nhá. Nói chung màu khá là khả ái luôn đấy các bạn. Đẹp ngất ngây con gà Tây, và dòng này thì màn hình cũng 6 in 1. Rồi tiếp theo thì giới thiệu đến một cái con hàng hạ cám. Thì hạ cám thì mình đang có được một con 6S 64GB. Màu hồng, máy thì chắc chắn zin 100% rồi, chỉ thay pin thôi, con này mình thay pin rồi. Bởi vì vỏ này còn bị run ăn vài vết nữa, mình nói là run nó khôn hơn anh hùng bàn phím. Anh hùng bàn phím là chỉ biết chê đắt chê rẻ thôi, chứ nhiều khi ăn hàng thay vỏ, ăn hàng sửa chữa men, ăn hàng thay màn hình lô. Chứ còn run là khôn lắm, run chỉ ăn hàng hàng zin. Đấy, thì cái dòng này 6S với lại 6S Plus thì các bạn biết là nó có một cái đặc điểm, nó có một cái lỗi đặc trưng của hãng luôn. Đó là cái vỏ của nó cứ xài sau một thời gian nó bị ố mốc mốc và có vài cái vết run ăn nhẹ nhẹ đây các bạn thấy này. Đó, nhất là cái khóe camera các bạn thấy không? Nó rìa như rễ cây này. Đấy. Đấy, nhưng mà không sao. Như thế mới là zin, bởi vì mình khẳng định rồi, run ăn mới là zin. Còn đôi lúc người ăn chưa chắc ăn được hàng zin nhá. Nếu như chúng ta cứ so sánh rồi mua phải những cái shop nó không uy tín, đúng không? Thì con 6S này mình còn duy nhất một máy màu hồng phiên bản 64GB chuẩn quốc tế. Máy men zin, màn zin, máy chuẩn chỉ ok, pin thì mình thay rồi. Các bạn mua về chỉ việc đút sim vào là dùng,
và giá bán của nó là 2 triệu 300 nghìn. Có đúng một cái nhá, zin đen màu hồng, đánh chết không còn cái thứ hai. Rồi tiếp theo thì đến cái sản phẩm 8 Plus, sản phẩm mà rất là nhiều bạn bây giờ cứ thích đi mua cái hàng hơn 3 triệu thì mình nói thật là có luôn đấy. Khoảng 3 triệu mấy 4 triệu có 8 Plus luôn đấy, nhưng mà nó xấu và men nó sửa rồi, các bạn có chơi không? Hoặc là thậm chí mà nó thay rồi. Nhưng của mình thì không có giá 3 triệu mấy đâu. Của mình thì không bao giờ có, mình không bao giờ buôn hàng đấy. Nha, mình khẳng định bạn mình không bao giờ buôn hàng đấy. Còn nếu các bạn thích ấy, mình sẵn sàng mua một cây hơn 2 triệu về review so sánh cho bạn xem chơi cho vui luôn cũng được. Sau đó mình bán thanh lý lại, ai thích chơi theo cái kiểu đấy, các anh hùng bàn phím nhảy vào cứu vớt đời mình thì mua lại thì mua, còn không thì thôi. Mình ném đi để mình làm video clip cho bạn xem chơi cho sướng, đúng không? Cho nên khi nào nó tàn tạ thì thôi, đúng không? Đấy, bổ xẻ rồi các kiểu. Thì đây, con này là một con máy chuẩn chỉ cơ, zin nguyên bản và cũng đã thay pin 100%. Cái pin thì không sao, pin thay thì các bạn cứ yên tâm rằng là bên mình thay pin chuẩn xài ngon. Ngày 1-2 ngày tới đây thì mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để làm cái clip pin thay của cái dòng 5SE để các bạn hiểu được rằng cái pin zin với cái pin thay nó sẽ như thế nào nhé. Đó, các bạn đón xem. Bởi vì làm cái đó nó mất thời gian. Mấy hôm nay mình khá bận. Mấy ngày hôm nay thì may mắn được khách hàng ủng hộ, ngày nào cũng được 20 mấy đơn. Đấy, ngày nào yếu yếu thì cũng 15-17 đơn. Còn ngày nào nhiều 20-30 đơn. Nên là mình rất là bận luôn. Đấy, để phải hoàn thành đơn hàng cho khách mới là cái điều chân ái nhất. Cho nên là video clip quay thì nắm lúc cũng không được chỉnh chu lắm. Mong các bạn xem thì thông cảm và vẫn cứ nhấn like ủng hộ mình nhé. Vẫn cứ nhấn like ủng hộ mình. Đấy, và quay trở lại với 8 lớp zin chuẩn này của mình đã thay pin 100%, xài ok, ngon lành. 8 lớp thì là màn hình to, 5.5 inch, có vân tay, vân chân là đầy đủ. Dòng này vẫn là cái đời gọi là còn nút home. Đó. Và giá của nó là mình còn một duy nhất một máy màu đen thôi. Nói chung là các bạn có chê đắt chê rẻ gì thì thực tế mình cũng chỉ còn đúng một cái màu đen. Và giá bán của nó là 5.1 triệu, máy rất là chuẩn nhá. Và chắc chắn rồi, shop Nhật Nam chỉ bán máy zin và bán hàng chuẩn quốc tế, không bán máy lốc, không bán bị máy bị sửa chữa. Thì con 8 lớp này cũng thế, không ngoại lệ. Máy zin chuẩn đét chỉ thay mỗi viên pin, thay viên pin chuẩn để đảm bảo cho bạn sử dụng được bền lâu. Và giá bán là 5.1 triệu, bảo hành 6 tháng các bạn nhá. Còn lỗi là mình đổi, các bạn cứ yên tâm. Rồi tiếp theo là đến con hàng gọi là mình phải liệt kê con hàng này là con hàng hắc ám. Trên kênh của mình có một cái ông tên nick là ông Hoàng Anh, Hoàng Anh gì đó. Thì tôi không biết là ông này có duyên nợ gì với tôi từ kiếp trước hay không. Mà kiểu cứ mỗi lần mà tôi lên cái con SE2020 là ông vào ông trả giá 5.1 triệu, và tôi thì tôi lại nhất quyết cứ không bán, tôi phải bán 5.2 triệu. Bởi vì cái con SE2020 này nó chất quá mà. Ngoại hình nó thì mặc dù nhìn như là iPhone 8, màn hình có 4.7 inch thôi. Nhưng mà tôi dám khẳng định đây là một con hàng siêu máy phụ. Bởi vì dùng được 2 sim này, chip A13 này, RAM 3 này. Đấy, con này khủng cực kỳ. Có nghĩa là nếu mà ngoại hình thì nó giống 8 thôi, nhưng so với 8 thì 8 mà so với nó thì gọi là một trời một vực, đúng không? SE2020 này thì phải cứ gọi là một trời, còn iPhone 8 thường thì một vực, đúng chưa? Cho nên 5.2 triệu thì không hề là bèo nhèo đâu. Không hề là đắt đâu. Đấy, giá rất là bèo nhèo, rất là ok, không hề đắt. Và giá của con này đã thế nó lại là bản 128GB, chứ các bạn đừng lầm tưởng với bản 64 nhé. Nhiều bạn nhầm lẫn với bản 64, bản 128GB. Thì giá nó có 5.2 triệu thôi. Đấy, thì thương nhau thì ủng hộ, cứ vào trả giá 5.1 triệu. Đau như trái cau luôn, đúng không? Đấy. Rồi tiếp theo thì cho những bạn đang mê màn hình to, khủng, cầm đi là gọi là cứ gọi là hoành tráng và rất là hách xì sạc, không anh nào dám động. Và quả máy quá to, 6.7 inch, 12 Pro Max. 12 Pro Max này xài thì cũng chất lắm rồi, và mình nói thật cấu hình cũng không cần thiết phải đến 13 Pro Max hay là 14 đâu. 12 Pro Max là đủ rồi, mà giá thì thực tế bây giờ nó chỉ bằng một nửa một trong hai con kia thôi. Thì các bạn nghĩ thử coi, khẩu dùng không hết, và con này cũng 3K mắt to tổ loi ra rồi, và màn hình cũng 6.7 inch vật vã. Và hơn thế nữa mình tuyển được một con màu xanh, máy thì ngoại hình vào tầm 99%, tuy nhiên là máy zin nguyên bản chất và phiên bản là 128GB. Đây, con này nó nhiều tiền, mình kiểm tra bật lên cho bạn xem tí cho sướng, đúng không? Có nhiều bạn cứ thắc mắc. Đấy. Nhưng các bạn yên tâm, bên mình là đã cam kết rồi, bán máy chuẩn chỉ, không bán máy bị lỗi lầm, không bán máy bị thế nọ thế kia, không bán máy bị thay màn. Yên tâm đi, cứ check uy tín của bên mình đã đi rồi mua. Đấy, mã Mỹ này, 128GB bộ nhớ này. Ok này. Đó. Zin Dead này, pin zin con này thuộc cái hãng tuyển chọn luôn, pin zin 95% này. Đấy,
và giá bán của nó là 17.300.000, 17.300.000 và có một máy thôi, một máy tuyển chọn thế thôi, còn lại là chỉ có pin 88, 87, 89 các bạn nhé, thì giá tất nhiên nó rẻ hơn vài trăm. Tuy nhiên là dòng này pin thì nó rất trâu rồi, màn hình tới 6:7 cơ mà, xài gọi là cứ là tan nát hết vài cái bộ phim kiếm hiệp cũng chưa hết pin đúng không? Đấy, tươi xanh như nồi canh như này, chất như thế này, thế thì shop này không mua thì còn mua shop nào? Shop di động Nhật Nam uy tín lại còn chất lượng, còn lựa hàng chuẩn như thế, không mua thì còn mua ở đâu? Đến hồi bị lừa thì lại kêu, lại điện thoại đến Nhật Nam là chia sẻ phân bua, khổ tâm lắm luôn. Rồi. Tiếp tục đây, có cái sản phẩm gọi là dậy sóng cộng đồng mấy ngày hôm nay luôn, dậy sóng cộng đồng mạng thì các bạn biết rồi đấy. Và hôm nay thì càng lúc nó càng ít đi rồi. Đấy, và mình lại mót trong cái đống hàng về thì còn được sót đâu được một con màu gold. Thế anh nào từ hôm giờ trượt chưa mua được màu gold thì đây em nó đây. Con này là iPhone 5 SE nhá, 5 SE nha. Anh em đừng nhầm với iPhone 5, khổ cho shop lắm. Con này là iPhone 5 SE. Có nghĩa là thế nào tôi nói lại một lần nữa đi. Chứ người cũ thì không sao. Người cũ thì thông cảm, mất tí thời gian xem thêm lại giúp em nhé. Còn người mới á, xem nhiều khi không biết. Đây, con iPhone 5 SE là ở đây. Đấy, SE là có chữ S với chữ E nữa này. Ok, iPhone 5 SE và đây là phiên bản 64GB này. Để mở luôn xem cấu hình bên trong, xem đúng như thế không. Và con này còn zin nguyên bản, máy đẹp chất nhá. Vân tay, vân chân gọi là đầy đủ. Nói chung bên mình bán là cam kết không bán máy lỗi lầm, chỉ bán máy zin chất và full mọi chức năng. Màn hình đẹp, chuẩn cho khách. Đây, kiểm tra cái pin trước là đúng zin 89% đây rồi. Đấy, máy màu gold hay còn gọi là màu vàng các bạn nhé. Ok, máy đẹp, sạch sẽ. Hàng nhập khẩu luôn, nhập ngoại luôn. Chứ không phải hàng ở bên mình mà có được cái số lượng hơn 100 máy mình nhập về đâu. Hơn 100 máy mà hôm nay bán cái teo phát hết nửa chỗ đấy rồi. Bây giờ chỉ còn mấy cái màu gọi là màu hồng, màu gray, mấy cái màu độc khó bán. Anh em lựa hết màu vàng, màu silver của mình rồi. Khổ thân lắm cơ. Đấy, đây và mã Mỹ. Còn iOS thì thôi khỏi lựa nhá, nó cứ là từ 13, 14, 15. Đấy, khỏi phải lựa anh em ạ. Lựa làm gì? Bây giờ iOS thấp thì không tải được ứng dụng thì cũng vậy à. Cho nên là không cần phải lựa. Đây, 64GB mã Mỹ, chuẩn đét. Và nhân tiện thì kiểm tra luôn cho anh em cái vân tay cho anh em yên tâm đúng không? Đấy, mình chỉ kiểm tra một con thôi nhá, gọi là làm mẫu thôi. Đấy. Và cái con iPhone SE này thì các bạn biết là nó cấu hình của nó mạnh bằng như là con 6S Plus ạ. Như là con 6S Plus ạ các bạn nhé. Nên nó khá là khỏe, mượt, chứ nó không phải như ì ạch như là con iPhone 5 đâu, hay là con iPhone 5S đâu. Con này nó mạnh gấp đôi con iPhone 5S nha, mình phải lưu ý các bạn như thế để các bạn mua nó tự tin, chứ thôi báo giá phát chê đắt. Và còn đúng một con màu gold này, tình trạng pin zin là 89% thì mình bán luôn như thế này là giá 2.300.000 máy trần không kèm phụ kiện nhá. Bên cạnh đó thì mình giới thiệu luôn, mình sẽ có dán và ốp của nó là hai cái món đấy là 70.000. 70.000 cả hai thứ nhá, cả dán cả ốp. Đó. Và cái bộ sạc cóc dẹp là sạc phù hợp nhất cho cái anh này và sạc rất là ngon. Thì mình đang bán là 150.000. Đấy. Và mình cũng có bán pin kèm theo, có hai loại pin, một loại pin dung lượng đúng như là zin trong máy thì là giá bán là 150.000, và cái loại pin trâu của cái hãng Bison gì đấy mà thấy dậy sóng cộng đồng mạng, ai cũng khen cái pin đấy. Mà mình thì chưa tin, tuy nhiên giá thì thấy đắt hơn 50.000. Giá nó là 200. Đấy, còn hôm nào mình sẽ làm cái clip để review mấy cái quả pin đấy luôn, để xem là nó có phải là thật hay là hư danh thôi, hay là do là cái thương hiệu cái hãng đó nó pro lên rồi nó bán đắt lên thêm 50.000 các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà mấy hôm nay mình bận quá phải bán máy đã. Và cái máy màu gold thì 2.300.000 rồi, giới thiệu đến máy màu xám lông chuột. Đây thì còn pin 87-89 đây. Thì xa cả đồng giá là 2.150.000 nhá. 2.150.000. Ai thích thay pin thì cộng thêm tiền pin vào hộ mình. Đấy. Máy thì đẹp chất các bạn yên tâm, màn hình 4 inch siêu, máy phụ nhỏ gọn, mua về làm hàng sưu tầm nhá. Mình đợt này có khi cũng phải để mấy con lại để sưu tầm. Chơi đi anh em nhỉ, có khi mỗi màu một máy để chứ mình buôn điện thoại mà cũng để được mấy con này. Rồi màu hồng cũng thế, đẹp chuẩn nét luôn, pin 88-89% này. Đấy. Đấy, thích thì kiểm tra ngẫu nhiên con nữa đi. Có anh em lại bảo mình cứ dơ rồi nói phét. Đấy. Nhưng mà thực ra nói phét cũng không sao, nói phét không bị đánh thuế. Nổ không sao, nhưng mà cái gì nó phải không hại đến ai thì được nhá.
đừng bán đồ đẻo là được đúng không? Còn cái chuyện ngồi chém gió cho nó vui thì được anh em ạ. Chơi luôn, cái đó thì duyệt nhá. Anh em bình luận chém gió vui với mình cũng được. Muốn nó phét kiểu gì nó phét. Đấy. Nó phét là không mất thuế, nhưng mà đừng nói phét cái gì mà tổn hại đến người khác. Đừng ảnh hưởng đến kinh tế người khác. Đừng ảnh hưởng đến uy tín danh dự người khác là được anh em nhá. Còn ngồi mà bà tức bà toát bà hoa như mình đây này, chém gió đây này, là mình thấy được, không có gì đâu. Đấy, pin 89 này, máy 64GB này, mã Mỹ này. Đấy, chuẩn chưa? Màu hồng. Ok. Màu hồng là cũng 2.150.000 nhá. Và màu nào cũng thế. Và cái con màu silver thì do là cháy hạn tiếp rồi. Sau màu gold là đến màu silver lại cháy hàng. Thế là pin nó lại cứ yếu dần. Nó còn 85 này, 87 này. Đấy, hết. Hết hàng pin cao rồi nhá. Chúc mừng những bạn đã chờ đợi và đã bị mất lượt. Đấy. Và còn pin 85, 87 thì mình cũng bán đồng giá là 2.150.000 thôi. Đây, kiểm tra luôn con pin 85. Đấy, máy chất chuẩn, ok. Bên mình bán thì cứ cam kết là phân vân tay vân chân gọi là đầy đủ nhá. Đấy, cứ kiểm tra luôn cái vân tay tí cho các bạn sướng này. Về các bạn được kiểm hàng mà. Dòng này nó rẻ tiền, đặt cọc có 100 mà. Tức là dưới 5 triệu đặt cọc có 100, thì cái này 2.150.000 thì đặt cọc có 100. Ớ như thế mà cứ khách toàn đòi chuyển hết cho mình thế, kiểu tin mình quá rồi. Mà nói thật, mình chơi chơi đây bán bao nhiêu năm nay có gì đâu mà không tin. 64GB LLA, người thật việc thật, có shop ở Tân Phú Đồng Nai đấy, vào Gongo các bạn, hôm nay mình chỉ cho bạn vào Gongo sờ phát, các bạn tự tin mua hàng bên mình luôn, sướng luôn nhá. Rồi, pin 87 nữa đây. Và cũng thế. Giá 2.150.000 nhá. Sản phẩm này mà này có 4 in thôi, mua để sưu tập, mua để nghe gọi, mua cho thay máy bàn phím là hơi bị sướng. Đấy, có hơn 2 triệu bạc. Thời buổi giờ 2 triệu được bữa nhậu của các bạn ạ. Rồi, ok. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu thêm một con siêu phẩm này nữa đi. Con S22 Ultra. Còn ở đây thì các bạn thấy có một con Note 20 Ultra đúng không? Có khách đang hẹn sáng mai chuyển khoản đặt cọc 1 triệu. Thì không biết là anh này có chốt thật không hay là chốt hẹn. Thì câu trả lời sẽ có vào sáng mai. Và bây giờ thì mình cứ coi như cái đó anh chốt đi, thì mình sẽ giới thiệu con S22 Ultra này, nó còn chất hơn con đấy cơ. Đấy. Con đấy thì cứ gọi con này bằng đàn anh, đàn chị nhá. Bởi vì con này thì nó cực kỳ là khủng. Nó đã trang bị tới con chip gọi là Snapdragon Gen 8 rồi. Đấy, Snapdragon Gen 8 các bạn ạ, chất lắm. Và con này màn hình cong to 6:8, camera 108MP. Và con camera này thì có nhiều cái tính năng còn cao cấp hơn con Note 20 kia, Ultra kia nhá. Nên các bạn cứ yên tâm, mặc dù là nhìn là nó không làm nguyên cái cụm vuông to lồi lên, nhưng mà từng cái mắt tròn của nó này, đấy, to như cái hạt lựu đạn ấy, đúng không? Đấy, to như chân trâu đường đen, ok chưa? Cực kỳ chuẩn luôn. Và giá của nó thì rẻ hơn các bạn đập hộp tới 7-8 triệu. Mình chỉ bán với giá là 18.500.000. 18.500.000. Và con này S22 Ultra có boot luôn các bạn nhé. Đấy, có boot luôn. Đấy, S-Band quyền lực. Chuẩn là hàng chính hãng nha. Con này là Samsung chính hãng. Thì nói đến Samsung thì các bạn phải biết là shop Nhật Nam chỉ bán Samsung chính hãng. Nổi tiếng và rất là khét với cái dòng S-Note của bên mình luôn. Mình bán từ năm 2018 cái dòng S-Note là chính hãng, là phải nói là tất cả các anh em ngoài Hà Nội, khu vực phía Bắc không dám mua hàng ngoài đấy. Bởi vì hàng ngoài đó là toàn hàng sách tay với hàng dọn nhiều. Mà toàn phải mua của shop di động Nhật Nam thôi. Mình đã có từng anh khách tận ngoài Bắc có việc vào công tác Sài Gòn và bay đến tận nơi để thăm mình và mua điện thoại ủng hộ mình luôn các bạn nhé. Đó. Con này 18.500.000 nhé. Rồi, tiếp theo thì mình có một con Note 10 Lite nữa đây. S-Band quyền lăng. Thì giới thiệu luôn, bởi con này lâu lắm mới có hàng, hôm nay có con màu đen. Và giá bán thì ngày hôm nay thì chắc lỗ rồi, hôm trước thấy liêm yết 5.900.000 thôi, hôm nay giảm cho anh em 300, bán cho nó vui đi. Lời lãi gì tầm này cái con này nữa nhá. Chính hãng, hai sim con này thì pin châu, cấu hình cũng RAM 8, bộ nhớ 128. Con Note 10 Lite cũng S-Band quyền năng. Đấy. Con này không phải quyền lực nữa mà quyền năng nhá. Đấy. Và cái con sản phẩm này thì cứ gọi là chuẩn chỉ chính hãng. Hai sim ngon lành cành đào. Đây, chất. Nhiều bạn cứ thích xem màn hình thì đây xem đi. Phải lo bên mình bao hết, đừng có lo lắng gì hết á. Mọi việc để Nhật Nam lo. Các bạn chỉ việc chi tiền ra thôi, mình chi tiền ra là để được sử dụng hàng chất mà. Lo lắng làm gì cho bệnh một người ra mua cái điện thoại một đời ta bao la đời nó. Đây, RAM 8 bộ nhớ 128 này. Máy chất chính hãng nhá.
chuẩn chỉ đẹp hết sảy con bà bảy luôn, màu đen. Đấy, đây chính hãng hai email rành rành ra đây. Ok, mã đây, F trên DS đây. Và giá nó giảm giá cho các bạn 300, bán thanh lý có đúng một cái thôi, 5,6 triệu nhá. Ai kết thì mình chốt hạ luôn, đừng chốt hẹn nữa, nó mất thời gian. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian ra theo dõi Di Động Nhật Nam ăn tục nói phép mỗi ngày. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Các bạn xem kênh thì nhớ đăng ký kênh của mình và nhấn chuông bật thông báo để có khi mình lên đây mà chém gió hay là lên review điện thoại thì các bạn có thể kịp thời xem, thấy là những người xem đầu tiên này. Rồi có thể khi nào cần mua hàng thì có thể mua được những con hàng chất nhất này, ok nhất này, với giá hợp lý nhất này. Và cái điều quan trọng nữa, khi muốn mua hàng thì các bạn có thể đến trực tiếp shop Di Động Nhật Nam ở Tân Phú, Đồng Nai nếu như các bạn ở gần. Còn các bạn ở xa thì vui lòng liên hệ đến hotline của Di Động Nhật Nam 0979 782366 hoặc là 0367 709123 để đặt cọc mua hàng. Các bạn đừng quên là nếu như các bạn không biết địa chỉ nơi đến của Di Động Nhật Nam thì hãy vui lòng vào Google Maps, Google tìm kiếm. Các bạn bấm cái số hotline của mình vào cái ô tìm kiếm để bấm tìm một phát là sẽ ra cái địa chỉ cửa hàng của mình và có cái bản đồ Google Maps chỉ đến tận nơi nhé. Thời đại 4.0 rồi các bạn ơi, ai không biết thì tập cho biết đi, làm cho biết đi. Đấy, mình sẽ đồng hành cùng các bạn và sẽ hướng dẫn cho các bạn từ A đến Á luôn. Nếu như các bạn không biết bất cứ một điều gì, đấy thì cứ để lại bình luận phía dưới. Mình sẽ đưa những cái thông điệp của cái thời đại 4.0, 5.0 vào tất cả những cái video kèm theo bán điện thoại của mình đây này, cho nó gọi tươi mới, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại bạn những video sau.